chào mọi người, mình tên là Duy, đến từ Hội Thánh Khánh Hội. Đội bóng của mình thường và sẽ sinh hoạt vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần tại sân bóng đá Đại Long ở quận 8. Thì mỗi tối thì chúng mình sẽ thường là sẽ có khoảng từ 10 tới 12 thành viên tham gia đầy đủ. Giải thi đấu gần nhất mà đội bóng Khánh Hội có tham gia là giải bóng đá thanh niên tổng liên hội vào năm 2020, vào tầm tháng 8 năm 2020. Thì ở giải đấu đó thì đội bóng Khánh Hội đã thi đấu không được sự thành công và bị loại ngay từ vòng bảng. Đội bóng chúng mình thì với chủ trương là lấy tinh thần đồng đội làm nòng cốt, thì không phân biệt là cầu thủ nào là tốt hay là cầu thủ nào là không tốt. Các anh em đều tương đối là đều chân với nhau, nhưng mà đội bóng mình thường thì sẽ có một bạn Quốc Anh, là bạn đó thường sẽ đá hậu vệ rất là tốt và một chân sút chủ lực ở trên hàng công, đó là Linh Ân. Giải bóng đá kỷ niệm 100 năm tinh lành đến với Hội Thánh Sài Gòn là một cơ hội rất tốt để cho các đội bóng có thể tụ họp lại với nhau cùng thông công thông qua môn thể thao bóng đá, và từ đó lan tỏa tình yêu thương của Đức Cứu Thế đến cho cả những thân hữu nữa. Và đó cũng là một dịp để kỷ niệm 100 năm mà Hội Thánh Sài Gòn được thành lập, và mình hy vọng là giải thi đấu sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp. Và đến với giải đấu lần này thì Hội Thánh Khánh Hội đầu tiên cũng có những trở ngại, là vì cũng đã từ lâu thì đội bóng cũng không tập luyện với nhau một cách thật sự là đầy đủ, vẫn có nhiều sự thiếu vắng của nhiều bạn trụ cột vì những lý do cá nhân khác nhau. Nhưng mà khi mà nhận lời tham gia giải đấu này thì chúng mình đã có những buổi tập duyệt lại với nhau trong vài tháng vừa rồi, và đã có những kết quả, những sự tiến bộ rất là đáng ghi nhận. Đến với giải đấu này thì mình mong là đầu tiên là tinh thần thông công anh em, là trong đội bóng có thể gắn kết hơn với nhau, có thể đoàn kết với nhau, loại bỏ đi những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái tôi mà trước đây mà những đội bóng đã gặp phải với nhau, và cũng qua giải đấu này thì có thể gắn kết thêm nhiều bạn thân hữu lại với nhau nữa, và cũng có thể những bạn đó mà vì cảm tình tinh lành, vì qua bóng đá này qua có thể đến với Chúa Jesus Christ.